Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin tiếng Việt ngày 19 tháng 5 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Cục khí tượng đã phát cảnh báo mưa rông lớn tại các khu vực như Tân Trúc, Miêu Lật. Sáng hôm nay, khu vực Tân Trúc đã đón trận mưa lớn. Nhiều nơi bị ngập nước, xe hơi chìm trong biển nước, nước tràn cả vào nhà người dân. Trường cấp 3 Xiang San tuyên bố nghỉ học một ngày. Khu vực đào viên cũng hứng chịu cơn mưa rông lớn, khiến cho hơn 10.000 hộ dân bị mất điện sức nước mạnh làm hư cả cửa cũng bằng sắt tại một ngôi nhà của người dân nước ngập từ phòng khách dài ra phía sau dường và nội thất bằng gỗ ngâm trong nước mỗi lần gặp phải mưa lớn thì đều bị ngập nước khiến người dân tân trúc vô cùng ngắn ngẩm khi mưa nhỏ dần, người dân mau chóng đẩy xe máy lên chỗ cao, bùng ngắm vào trong cấp xe, khiến cả chiếc xe dính đầy sình đất. Có người dân còn tự chuẩn bị cả máy bơm nước, nhưng nước bơm mãi mà vẫn không hết. Sáng sớm ngày 19 tại Tân Trúc mưa lớn như trút nước, cục khí tượng phát đi cảnh báo mưa dòng sấm xét ở khu vực Tân Trúc và Miêu Lực. Lượng mưa vượt quá khả năng xử lý của hệ thống thoát nước khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Trường cấp 3 Sang San buộc phải cho học sinh nghỉ học một ngày, còn một số đường hầm cũng bị ngập nghiêm trọng. Đường hầm trên đường Doanh Thệ Tân Trúc bị ngập sâu, nhưng hệ thống cảnh báo bị hỏng không tự động đóng cửa hầm, nên có xe chạy vào và bị mắc kẹt bên trong. Chính quyền thành phố đã mau chóng điều động máy bơm nước. Mưa dông cũng xảy ra tại Đào Viên. Vào sáng sớm, nhiều nơi bắt đầu xuất hiện sấm sét, khiến khoảng 10.829 hộ dân ở nhiều khu vực như Trung Ly, Thiện Trân, Lộng Thạnh và Giảng Mỹ bị mất điện. Phía công ty điện lực đã lập tức cho người đến sửa chữa. Chính quyền thành phố Đào Viên đã cho đóng các cửa đập, tuy nhiên mưa lớn đã mang lại nước cho hồ sửa mảnh. Hiện lượng nước dự trữ tại đây đã đạt 33,5%. Hôm qua, khu vườn thực vật Phu San ở Nghi Lan và sở thú Sâu San ở Cao Hùng đều bị đe dọa đặt bom. Trước đây, sân bay Đào Viên và đường sắt cao tốc cũng từng nhận được tin đe dọa tương tự một du học sinh người Trung Quốc hiện đã xuất cảnh bị tình nghi có liên quan. Nghi ngờ trong hơn 2 năm nay, người này đã gửi hơn 200 lá thư khủng bố đến các cơ quan của Đài Loan. Vừa mới tham quan không bao lâu thì du khách được hướng dẫn ra ngoài. Do có người tung tin sẽ cho nổ bơm nên hơn 750 khách tham quan và nhân viên của sở thủ sâu được sơ tán khẩn cấp, đồng thời đóng cửa một ngày để rà soát. Cục trưởng Cục Du lịch thành phố Cao Hùng Cao Mẫn Lâm cũng nhận được thư tống tiền yêu cầu 10 triệu đại tệ, còn đe dọa đã đặt bơm tại một địa điểm khác là Tháp Long Hổ. Cùng ngày, vườn thực vật Phu San ở Nghi Lan cũng nhận được hai lời đe dọa, bao gồm ngày 18 sẽ cho nổ bơm và ngày 19 sẽ tấn công du khách, khiến ban quản lý phải cho đóng cửa hai ngày. Qua rà soát, cảnh sát không phát hiện vật khả nghi. Gần đây, nhiều nơi như bảo tàng quốc cung, trường học, sân bay, đầu viên, công ty đường sắt, hệ thống phương tiện giao thông công cộng ở nhiều thành thị và cơ quan chính phủ đều lần lượt nhận được thư đe dọa. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là hành vi của một người đàn ông họ Trương quốc tịch Trung Quốc. Nhưng hiện tại người này đã xuất cảnh. Điều này cũng khiến cho ủy viên lập pháp chất vấn phải chăng bộ pháp vụ chỉ có thể để mặt mà không có cách ngăn chặn. Theo thống kê của cục hình sự tính từ tháng 9 năm 2021 đến ngày 16 tháng 5 năm nay, người đàn ông hội Trương này đã liên quan đến 235 vụ án. Theo thông tin từ báo giới, phần lớn đều liên quan đến các vụ án đe dọa. Hiện hắn ta đã bị truy nã, cũng sẽ liên hệ với phía công an Trung Quốc để yêu cầu hỗ trợ. Tại cuộc họp tham vấn diễn ra vài ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ sẽ sớm sử dụng quyền đề xuất của Tổng thống để cung cấp cho Đài Loan gói viện trợ quân sự lớn hơn. Theo báo chí quốc tế, các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự trong đợt đầu tiên trị giá lên đến 500 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là loại vũ khí chính xác cao. Trung Quốc không ngừng gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan để giúp cho Đài Loan nâng cao năng lực phòng vệ. Trong đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2023, Quốc hội Mỹ đã trao quyền cho Tổng thống sử dụng, quyền đề xuất của Tổng thống. Nhiều nhất có thể viện trợ cho Đài Loan các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Theo nguồn tin nước ngoài, trong đợt viện trợ quân sự đầu tiên dự kiến sẽ bao gồm tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, được hiểu là giúp Đài Loan chuẩn bị cho các cuộc chiến xảy ra ở đô thị. Tuy nhiên, ông Phùng Thế Khoan, Chủ tịch Hiệp hội Hưu trí Đài Loan cho rằng gói viện trợ quân sự miễn phí cũng sẽ có giá của nó. Để thúc đẩy ngành du lịch trong nước, kể từ ngày mai, người dân được giảm một nửa giá vé khi sử dụng vé điện tử cho 45 tuyến của công ty xe Thái Loan Hảo Chính. Tiếp theo, Cục Du lịch cũng sẽ tăng thêm các điểm du lịch trên các tuyến đường nhằm giúp phục hồi lại lượng khách du lịch như thời trước dịch. Để thu hút du khách nội địa đến các địa điểm du lịch như Cho Nguẩy, Nghi Lan, Đầm Nhật Nguyệt, Núi A Lỉ, Khẩn Tinh, vân vân, Kể từ ngày 20 tháng 5 cho đến cuối tháng 8 năm 2025, người dân chỉ cần sử dụng vé điện tử hoặc thanh toán bằng điện thoại di động trên 45 tuyến đường của tuyến xe buýt Thái Oan Hảo Chính sẽ được giảm phân nửa giá vé. Mức ưu đãi này dành cho tất cả các ngày trong tuần theo thống kê, tính đến tháng 2 năm nay, công ty xe buýt Thái Hoan Hảo Chính đã đưa đón hơn 700.000 lượt khách trên tất cả các tuyến đường. Trung bình mỗi tháng ước khoảng 350.000 lượt khách. Người dân có thể trực tiếp sử dụng vé chọn gói siêu rẻ, đi các tuyến đặc biệt để tận hưởng chuyến du lịch toàn Đài Loan một cách dễ dàng. Sau đại dịch COVID-19, lượng khách du lịch đến Đài Loan đã có sự thay đổi lớn. Theo thống kê, kể từ cuối tháng 10 năm ngoái, du khách Hàn Quốc đã thay thế du khách Nhật trở thành quốc gia có lượng khách nước ngoài lớn nhất và du khách Singapore có khả năng chi tiêu cao nhất. Hai điểm tham quan du lịch được yêu thích nhất là Tháp Đài Bắc 101 và Cố Cung. Khuôn viên văn hóa sáng tạo sử cụ Đài Nam tiền thân là công ty sản xuất đường thời Nhật Trị, hiện vẫn còn giữ lại nhiều thiết bị thời đó giúp dung hòa giữa cái mới và cái cũ để thu hút nhiều du khách quốc tế. Thái Lan kiểu tất cả 戒觉比较慢一点，生活我觉得蛮舒服的。 Du khách quốc tế đang dần quay trở lại sau đại dịch. Theo thống kê từ sàn thương mại điện tử du lịch cho thấy, khu vực mà du khách quốc tế thường lựa chọn vẫn là khu đô thị sầm uất Đài Bắc và Tân Bắc, kế đến là Đài Trung, Cao Hùng, Đài Nam. Các điểm du lịch hot nhất là tòa nhà 101 Đài Bắc, cố cùng cổ phần Taroko và Alison. Trong số đó, du khách Hàn Quốc đặc biệt ưa chuộng các nhà hàng mán món ăn đài. Du khách Nhật Bản thì yêu thích Cử phần. Du khách Hồng Kông thì chịu khó di chuyển nhất. Còn nhóm chi tiêu sập nhất là du khách Singapore. Bộ Giao thông cũng đưa ra chỉ tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ngành du lịch của Đài Loan không được chú trọng đúng mức, không sánh kịp ngành du lịch của Singapore và Thái Lan. Học giả du lịch cho rằng để phát triển du lịch cần phải đầu tư nhiều hơn nữa. Thái của thái của Lấy chợ đêm làm ví dụ điển hình, những năm gần đây, chợ đêm của Thái Lan đã không ngừng đổi mới, ngày càng đặc sắc và sạch sẽ hơn, quy hoạch các tuyến đường di chuyển cùng quốc tế hóa. Trong khi chợ đêm của Đài Loan không có gì cải tiến, chợ đêm vốn không nằm dưới sự quản lý của cục du lịch. Do đó, muốn nâng cấp toàn diện để thu hút du khách thì cần phải có tầm nhìn cao hơn và đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ ban ngành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem lạc đà alpaca ở Thượng Hải.